Con này thì mới đẻ được một con này các bạn. Đang có cái bọc ra nữa, không biết còn hay không. Mình chưa có kinh nghiệm lắm. Đang đỡ đẻ con đó thì con này cũng đang đẻ này các bạn. Thuộc đã thuộc rồi. Mày nè là dạ. Nằm đó đi, chuẩn bị chiếu mới cho nó rồi các bạn. Nó không chịu nằm, cho nó vô đó. Được. Em bên kia đứng rồi các bạn ơi, mới được 30 phút nữa. Đứng dậy rồi đó. Con này sẽ cho nó uống nha. Thôi khỏi, để từ nó bú. Trời ơi, đi ra coi bông trắng. Con này to á, đầu đầu đen xì lì luôn á. Con này đen một cách rất là đen. Con này máu, con nó có máu nhiều lắm kìa. Con nó đen một cách siêu đen. Ui, hết tức tím tím rồi kìa. Ba cái gì lòi ra, bắt đầu lòi ra kìa. Hình như là cái bọc, hoặc là thêm một con nữa.
trời ơi, ui đứng luôn ha. Siêu to, to y hệt mẹ nó. Con này nằm tầm 4 kg. Đặt tên cho nó. Vậy là nó quen lắc cho bố mình thôi. Nó đứng luôn rồi. Đây. Thì các bạn, đây không? Nó đứng luôn rồi các bạn. Bây giờ đứng luôn. Hôm nay nó đứng luôn rồi các bạn. Này cỡ chắc hơn 4 kg các bạn. Lát mình lấy cân mình cân, giờ để cho nó mẹ nó liếm nhất hay cô cái đó. Nè mình có con bò này các bạn, con bò này, đấy con bò nhìn tướng tá cũng không có đẹp lắm đâu, đẻ hai con này các bạn, hai con này được 20 mấy ngày rồi đó, gần 1 tháng rồi. Đấy, hai con này bữa mình cân là 5,5 kg, không biết bữa nay nhiêu. Hai con cũng đầu bò giống mẹ đó các bạn. Còn cái con này thì con này chắc số tím quá các bạn ạ. Đếm cái thông nữa. Nào mình còn con gần đẻ này các bạn ạ. Con này cũng gần đẻ. Ê! Này gần đẻ. Cái con nằm đó cũng gần đẻ luôn. Còn mấy con này thì mới bầu nữa các bạn ạ. Mấy con bên đó là mới tơ hết á. Được mình ấy.